Rồi, thì hôm trước đã chia sẻ với cả lớp trong quy trình khi mà mình đã biết được cái điểm mạnh của hệ thống liên quan phần InDesign, đúng không? Thì nó sẽ có sự khác biệt gì so với nền tảng của phần mềm Photoshop và Illustrator. Rồi thì cái buổi hôm trước cũng đã chia sẻ với lớp đó là mình sẽ dùng cái bài toán là dàn ảnh trên InDesign thì nó rất nhanh, và thứ hai nữa mình có thể dùng cái bài toán thay thế ảnh cũng rất nhanh và rất hiệu quả. Đấy. Và em thấy được là với cái trường hợp mà trong quá trình khi mà thiết kế trên nền tảng của phần mềm InDesign ấy, thì có khá nhiều lợi thế liên quan phần thuộc tính dàn trang. Thứ nhất, đó là mình sẽ quản lý được cái hệ thống lên phần trang tốt hơn rất nhiều so với nền tảng của phần Illustrator. Thứ hai nữa là với cái tổng quan buổi hôm trước ấy thì cũng đi qua việc đó là em phải tạo ra hệ thống liên quan phần layout chung, đúng không? Mình có thể đánh số trang này, làm mục lục này, đấy, rồi đưa ảnh vào nhanh này và thay thế text rất nhanh. Tuy nhiên thì với cái buổi hôm trước mình mới trải nghiệm qua việc mà quản lý hệ thống liên quan phần ảnh thôi. Thì trong buổi hôm nay sẽ đi thêm một vài cái nội dung nữa để mình có thể xử lý về hệ thống bố cục. Đầu tiên là ảnh đã, làm sao cho nó hoàn thiện nhất. Là container new file. Thì trong phần new này thì bây giờ sẽ ôn lại một chút xíu về các cái nội dung mà em sẽ cần cài đặt trong một cái khổ giấy làm việc với cái nền tảng phần mềm này. Đầu tiên chắc chắn rồi, với cái InDesign thì lưu ý là nó sẽ có hai cái ứng dụng chính trong quá trình khi mà em tạo ra các bản thiết kế. Một là tạo ra hệ thống sản phẩm in với số lượng trang nhiều. Bởi vì cái kỳ này lưu ý nhá, mình sẽ chỉ cơ bản chỉ có hai môn là thi thôi. À, một hình như là một môn đúng không? Một môn là cái môn này, chính là cái môn này để thi. Thì mình sẽ thi trên hệ thống của phần mềm. Còn tất cả những cái sản phẩm, những cái môn còn lại đều mình phải in hết. Đấy, in hết, và cả lớp sẽ xem được cái hệ thống là số buổi và số các cái sản phẩm mình cần in trong cái kỳ này. Và ví dụ như cái môn UI thì mình phải bảo vệ hội đồng, giống như bảo vệ đồ án tốt nghiệp ạ. Mình sẽ làm những cái sản phẩm hoàn thiện. Cho nên kỳ này là một trong những kỳ nó rất khó và rất nhiều đòi hỏi là cái hệ thống sản phẩm in của mình. Được. Cho nên là trong quá trình khi mà làm việc tạo ra cái thông số của giấy thì em phải chắc chắn được là cái mục đích của mình là tạo ra thông số kích thước bao nhiêu. Bởi vì với với phần InDesign thì cái việc mà thay đổi kích thước số lượng trang nhiều thì chắc chắn rất vất vả. Nó không giống như Illustrator, đó là em có thể là tạo lại rồi copy toàn bộ tất cả dữ liệu từ một cái file thiết kế cũ sang một file thiết kế mới. Nhưng InDesign thì không. Nó không thể copy được 50 trang một lần. Trong quá trình nếu mà có bị sai kích thước thì em chỉ copy được từng trang một thôi. 100 trang thì em cũng chỉ copy từ trang 1, xong trang 1 đến trang 2, xong trang 2 đến trang 3. Đấy, cho nên là với cái InDesign thì chắc chắn rằng em phải rõ cái mục đích ngay từ ban đầu. Đó là mình tạo ra cái thông số kích thước của giấy là bao nhiêu. Nên phải chủ động nha. Rồi thì đây là tạm thời chọn cái khổ giấy A4 này 21 x cho 29.7 đơn vị cm. Wow. Tiếp theo là hệ thống liên quan số trang. Nhưng số trang này thì trong cái điều kiện đưa ra sản phẩm in ý, thì chắc chắn rằng với cái sản phẩm giống như bài đồ án em thấy được là có thể bị thiếu thiếu trang thì mình có thể thêm bớt trang. Đấy, thì với cái phần page này thì nó mang hình thức là demo trước, còn sau này khi mà thiết kế với nội dung chủ đạo thì mình có thể thay đổi thêm hoặc là bớt trang làm sao phù hợp với từng nội dung em đang cần thiết kế. Thì tạm thời thầy sẽ để cái thông số đó là 10 trang. Tiếp theo một cái nội dung rất là quan trọng đó là cái phần facing page. Với các bài đồ án của em ấy, thì hầu như mình chỉ in một mặt thôi bởi vì theo quy định rồi. Nhưng với tất cả các cái sản phẩm trong cái kỳ này của mình đều phải in hai mặt hết. Cho nên cái việc mà tạo ra khổ giấy để đưa ra cái phương án sản phẩm in ở trong kỳ này ấy, thì phải tích vào phần facing page là trang đôi. In hai mặt. Còn cái kỳ ví dụ như đến cái kỳ đồ án tốt nghiệp đi. Đúng không? Bởi vì cái kỳ này trong quá trình khi mà bảo vệ đồ án của kỳ ấy, thì mình sẽ làm về web. Cho nên là với cái phần dàn trang này thì nó sẽ ít hơn. Cho nên cái phần dàn trang dùng InDesign để làm bài đồ án tốt bài đồ án của kỳ này thì nó không dùng. Nó chỉ dùng cho cái kỳ tốt nghiệp thôi. Và kỳ tốt nghiệp chắc chắn là cái số lượng sản phẩm của mình phải rất nhiều. Chưa nói đến cái việc mà đến các cái kỳ sau của mình sẽ học đến cái phần dạng như quay dựng Premiere After Effects. Đấy, hoặc là những bạn học về nội thất thì mình sẽ các cái phần mềm liên quan phần 3D, 3D Max, AutoCAD vân vân. Đấy, thì với cái phần dàn trang của bài đồ án tốt nghiệp thì chắc chắn mình phải quay trở lại và dùng đến cái nền tảng của InDesign, bởi vì nếu dùng Illustrator không giống như kỳ mình đang thực hiện ở đây thì file của em rất nặng. Đúng không? Nó quá nặng để làm sao tải hết toàn bộ tất cả dữ liệu trên cái trang để em dàn, để em in, thậm chí là làm slide. Em cần chú ý nha. Tuy nhiên nếu chẳng hạn như mình dùng InDesign đi, đúng không? Đương nhiên thì không kịp để mình sẽ biến từ cái nội tảng kiến thức từ Illustrator chuyển qua phần InDesign để em dàn với cái đồ án của kỳ trước. Đúng không? Nhưng với kỳ trước nếu em dàn trên InDesign thì nó rất là thuận lợi bởi vì rất nhẹ, đảm bảo việc mà máy nào cũng có thể chạy được. Rồi, tạm thời thầy sẽ chọn một phần facing page nha, đó là trang đôi in hai mặt.
Start này thì cơ bản mặc định trong quá trình thiết kế thì nó là bắt đầu từ số 1. Bắt đầu từ số 1. Nhưng có những trường hợp đặc biệt thì nó sẽ xuất phát từ một cái số nào đấy. Ví dụ làm thẻ sinh viên giống như hôm trước thầy có chia sẻ cái lớp. Đúng không? Thẻ sinh viên thì nó không phải xuất phát từ 01 nữa mà có thể xuất phát vào một cái số nào đấy theo các khóa. Thì cái này thì nó không phải số 1. Nhưng với tất cả những định dạng về sách, truyện, tạp chí, báo, rồi catalog, rồi những cái sản phẩm dành cho doanh nghiệp phải có nhiều trang ấy, thì chắc chắn rằng là start thì nó phải bắt đầu từ số 1, tức là đánh số trang ấy, số thứ tự trang ấy, thì em phải đánh là số 1 đầu tiên, đúng không? Rồi, và một thuộc tính ở đây thì cũng không cần nên dùng, đó là với các bản CC 2017 trở lên thì mình sẽ không dùng cái thuộc tính là text frame nữa. Mà text frame nó sẽ có chức năng lấy toàn bộ tất cả những định dạng file Word từ ngoài vào trong phần in ra. Nhưng với cái tư duy của các cái phần mềm version từ CC 2017 trở lên ý, thì cái này nó bị thừa. Cho nên cái phần text frame lưu ý là mình sẽ bỏ qua nha. Rồi tiếp theo cái phần column. Column thì hôm nay sẽ làm việc luôn. Nhưng tạm thời với cái bài đầu tiên mình sẽ để cho nó là một đã. Còn sau này khi mà có thể liên quan đến việc mà xây dựng bố cục thì em phải thay đổi cái số lượng column, chính là hệ thống cột. Chia bố cục cho hệ thống liên quan phần tra thành các cái cột, các cái column. Tiếp theo một cái nội dung cuối cùng chính là hệ thống liên quan phần margin, là hệ thống vùng an toàn. Thì cái vấn đề margin này nhiều bạn đang mắc phải trong quá trình kia làm dàn trang với cái hệ thống bài toán, đó là cái khoảng cách lề. Ví dụ em thấy được là cái sản phẩm bài đồ án của em hiện tại đang làm và chuẩn bị nộp vậy, thì có một cái vấn đề đó là mình phải đục lỗ và đóng ngay phắn, đúng không? Vậy thì cái lề em thấy được là vì mình dùng bài toán là in một mặt thôi, cho nên với tất cả các trang thì lề bên tay trái thì bao giờ nó cũng phải to hơn so với lề còn lại để mình còn thi công. Bởi vì hiện tại có một số bạn ở trong các cái lớp khác ấy đã in rồi, nhưng có một cái như sau, bởi vì cái vùng an toàn chính là cái khoảng cách lề của tất cả những thông tin chính ấy, chữ này, hình ảnh này, logo này, mình không có khoảng cách an toàn, cho nên bên nhà in người ta bắt buộc làm một cái trường hợp đó là phải zoom nhỏ cái file thiết kế của em lại khoảng 90%, 90-95%, thì nó sẽ tạo ra một cái viền trắng. Đấy, thì sau này các bạn, nếu bạn nào in bạn thấy được là cái phần đấy thực ra nó là một cái xử lý lỗi của nhà in thôi, nhưng cái sai chính là sai của em đấy, bởi vì em không tạo ra được những cái đối tượng nó là khoảng cách an toàn để mình đảm bảo việc mà đưa ra cái phương án đó là in ấn. Thế anh lưu ý là với cái phần margin thì cơ bản em sẽ để cho thầy là 1.27. Thì cái này nó mặc định theo cái hệ thống phần mềm trong quá trình khi mà sử dụng với các cái khổ giấy in rồi. Rồi, thì đây là cái tổng quát của cái khổ giấy trong buổi hôm nay mình sẽ làm việc nha. Rồi, vậy thì hôm trước đã học qua với một vài cái công cụ quản lý hệ thống liên quan đến cái phần trang trên nền tảng của phần mềm InDesign. Thì với InDesign thì lưu ý là cái thuộc tính page thì tắt là F12. Thì đây là một thuộc tính rất quan trọng để mình có thể quản lý về trang trong quá trình khi mà thiết kế trên phần mềm này. Thì cũng giống như Photoshop thì InDesign page phải luôn luôn bật lên. Lưu ý nha, page luôn luôn bật. Vậy thì page lưu ý thầy ở đây nó sẽ có hai cụm nội dung. Một, ví dụ nếu bạn nào mà dùng bản 2022 trở xuống ấy thì nó là cái phần A master. Còn với những bạn nào dùng bản 2022 trở lên thì nó trở thành cái phần đó là A parent. Thì nó chỉ thay đổi tên thôi, còn cái thuộc tính và tính chất của nó hoàn toàn giống nhau. Trang chủ. Cụm số 2 chính là những cái trang mà em đã tạo ra ngay từ ban đầu bằng số lượng trang, bằng số lượng page. Đúng không? Từ trang 1 cho đến trang 10 em thấy nó sẽ sắp xếp thứ tự từ trên xuống dưới và từ trái qua phải. Đây là cách với cái nền tảng InDesign nó quản lý toàn bộ tất cả hệ thống trang của em. Nếu là trang đơn thì các trang nằm riêng lẻ, còn trang đôi thì những từ trang số 2 trở đi thì nó sẽ nằm cạnh nhau. Đến nguyên tắc là bên trái bao giờ cũng là trang chẵn, bên phải bao giờ cũng trang lẻ. Okay, rồi. Được chưa? Đấy là cái kiến thức nền tảng ban đầu với cái bài hôm trước mình đã xử lý qua cái phần mềm này rồi. Thì hôm nay sẽ đi qua một vài cái trường hợp liên quan đến ảnh nữa. Thì bây giờ nhắc lại một số cái phần kiến thức để các bạn nhớ lại, để mình sẽ áp dụng thêm một vài cái công cụ nó nâng cao hơn này. Thì với trường hợp InDesign để cho ảnh vào khung thì bước đầu tiên em có thể tạo cho cái đối tượng một cái hệ thống khung. Nhà khung ở đây thì cũng có thể thao tác với công cụ phím tắt là M giống như trên nền tảng của phần Illustrator. Lưu ý là InDesign thì nó sẽ khá là sát so với cái nền tảng phần mềm Illustrator, bởi vì hai ông này đều dùng với các dữ liệu liên quan phần vector. Đấy, ví dụ M trên Photoshop, Illustrator dùng như nào thì trên InDesign nó dùng như vậy. Vẽ hình vuông ra sao thì vẽ trên InDesign nó tương tự.
Rồi thì bước đầu tiên sẽ tạo khung, bước số 2 để em cho ảnh vào thì bạn còn nhớ đó là mình sẽ dùng phím tắt gì không nhỉ? Control gì nhỉ? Đúng rồi, Control D đúng không? Place. Thế mình nhầm phím tắt nha. Bởi vì nhiều bạn khi mà học đến cái phần Inisa thì mình hay bị nhầm tưởng sang với cái nền tảng phím tắt của cái phần Illustrator. Đúng không? Ví dụ như trên Illustrator mình sẽ có công cụ là Control Shift P Place để đưa ảnh vào. Nhưng với phần Inisa thì lưu ý cho cái phần phím tắt nhá. Một số phím tắt thì nó trùng với cái nền tảng của phần Illustrator nhưng chức năng nó lại khác. Rồi, Control D. Vậy thì cả lớp muốn cho ảnh vào nhanh bởi vì quan sát trên màn hình nhá, nó chỉ có mỗi khung thôi. Vậy thì để cho ảnh chui vào nhanh thì bước đầu tiên em sẽ chọn vào cái phần khung đấy, gần click thôi. Bước số 2 em chọn ở phần menu file. Em chọn đến phần place, phím tắt là Control D. Thì chọn ảnh nào thì nó sẽ cho ảnh đấy vào. Ví dụ chọn vào phần thư viện ảnh. À, một cái ảnh nào đấy đi, cái ảnh bác sĩ này chẳng hạn. Đã, thì khi ảnh chưa vào, ảnh chưa vào thì có một cái đặc điểm như sau, đó là nó sẽ chui vào nhưng đúng kích thước gốc của đối tượng ảnh đấy. Vậy thì bây giờ quay trở lại kiến thức cũ thì làm cách nào để cho ảnh nó nhỏ và bằng cái phần khung nhỏ? Control gì? Đúng rồi, Control Shift and C. Đó, thì trong cái phần fitting khi mà chuột phải vào ảnh này thì có rất nhiều cái thuộc tính để làm sao cân bằng hệ thống ảnh bằng với kích thước khung. Tuy nhiên cái này thì lớp có thể về trải nghiệm thôi, bởi vì những cái công cụ phím tắt khác ấy thì nó cũng ra, tức là nó cũng bằng, nhưng mà nó có thể chỉnh ảnh, nó có thể chỉnh khung, nhưng với cái bài toán nó dễ nhất ấy, bởi vì em đã xác định được là cái phần khung mình giữ nguyên, chỉ thay đổi mỗi ảnh thôi. À, thì em sẽ chọn là phần Control Shift and Control Shift and C. Ảnh tự động vừa với phần khung. Đúng không? Thì ảnh nó sẽ tự động thu nhỏ, lưu ý là nó vẫn giữ nguyên cái tỷ lệ gốc của cái ảnh đấy nhá, nó không phải là bóp méo mà nó vẫn giữ nguyên tỷ lệ gốc. Được chưa? Rồi, một cái điều nữa như sau, đó là với trường hợp trong quá trình khi mà mình muốn phóng to thu nhỏ thì các bạn sẽ giữ cái gì nhỉ? Để cho nó đồng dạng. Đồng dạng cái hình thì giữ gì nhỉ? Ví dụ vẽ một cái hình giữ shift đi, một hình vuông. Nếu trong quá trình phóng to thu nhỏ em bằng cách là chỉ cần giữ chuột kéo thôi thì nó bị sai mất cái hệ thống tỷ lệ hình gốc ban đầu. Đúng không? Vậy thì trong quá trình phóng to thu nhỏ phải giữ thêm gì nhỉ? Giữ thêm shift, giữ shift để phóng to thu nhỏ. Tuy nhiên cái này chưa chắc đã đúng với cái nền tảng của phần Inisa. Các lớp quan sát trên màn hình nha. Đây, nếu nó là hình không ấy thì ok, nhưng nếu mà hình mà có ảnh chui vào thì các lớp quan sát trên màn hình nha, giữ shift này, kéo này thì làm sao nhỉ, nó chỉ thay đổi mỗi kích thước của cái khung thôi, còn ảnh nó vẫn bị giữ nguyên. Đây, em giữ shift này, giữ shift này, phóng to này, lại giữ shift thu nhỏ này thì nó vẫn vậy, tức là kích thước ảnh nó không thu nhỏ theo cái phần kích thước của khung, đúng không? Thì với bài toán này nếu mà vẽ một cái hình không thì rất khó để làm sao mình phân biệt được tại sao hình thu nhỏ ở đây được, phóng to được, nhưng chỗ có ảnh nó lại không. Vậy thì làm cách nào để xử lý? Cả lớp sẽ nốt cho thầy một cái công cụ phím tắt như sau nhá. Đó là trong quá trình mình phóng to thu nhỏ thì phải giữ đó là Control Shift. Control Shift là phóng to thu nhỏ cả ảnh và khung. Giữ Control Shift chỉ giữ mỗi shift không không được nha. Ví dụ như shift, giữ shift không, các bạn lớp quan sát trên màn hình, đó là khi phóng to thì nó sẽ hiển thị màu đen. Màu đen thì chính là cái màu của cái khung đấy. Cho nên nhiều bạn dùng cái bài toán áp dụng một số kiến thức của cái phần Illustrator chuyển qua phần Inisa thì nó chưa đúng. Control Shift nha, nhớ lưu ý giữ Control Shift để phóng to thu nhỏ. Giữ Control Shift. Giữ Control thì không, nó sẽ bị thay đổi cái phần kích thước, là nó không tỷ lệ. Đúng không? Shift là đồng dạng mà. Còn Control là giữ thay đổi cả hai. Còn giữ mỗi shift không thì lưu ý nó chỉ thay đổi được kích thước tỷ lệ của khung thôi. Cho nên các bạn sẽ cần lưu ý nha. Nếu mà các bạn chỉ có là đây xác định là một cái khối màu, ok, chỉ cần giữ shift không. Còn Control không thì nó không được. Control không thì nó không giống như việc mà mình không giữ gì cả. Nếu mà nó chỉ là mảng màu. Còn hình chắc chắn sẽ nhìn thấy ngay. Nếu mà giữ mỗi Control không thì ảnh nó cũng bị thay đổi theo kích thước của khung. Nhưng có một cái là nếu không đúng, không giữ shift thì nó bị sai mất. Sai mất tỷ lệ. Sai mất tỷ lệ. Nếu mà giữ thêm Alt nữa thì Control Shift Alt thì nó là phóng to ảnh thu nhỏ đồng dạng và đồng tâm theo cái phần tâm của cái hình. Bởi vì bình thường trên cái nền tảng của cái phần mềm Illustrator ấy, Shift Alt là phóng to thu nhỏ đồng dạng đồng tâm đúng không? Nhưng với cái Inisa thì mình phải giữ thêm Control nữa. Đúng không? Bình thường Shift là phóng to thu nhỏ đồng dạng, nhưng với bài này phải là Control Shift. Bình thường Illustrator đó là Shift Alt, nó là thu nhỏ đồng dạng và đồng tâm, nhưng bây giờ mình phải Control Shift Alt.
tức là phải giữ thêm control nữa thì nó mới được đồng dạng toàn bộ. Đây cái cả lớp sẽ cần lưu ý trong quá trình tại sao phong tô thu nhỏ chọn tất cả đối tượng chỗ ảnh bị chữ thì không, đúng không? Đây cái cần lưu ý rất là kỹ và rõ ràng trong cái bài toán của phần InDesign nhá. Nào đấy, hiện tại mình mới học qua cái phần ảnh thôi, đúng không? Chưa đến phần chữ đâu. Mỗi ảnh trong quá trình khi mà dàn trên InDesign thì nó rất có rất nhiều cái vấn đề xảy ra để mình có thể quản lý và sử dụng những cái công cụ đấy. Nào, tiếp theo thì với cái nội dung cả lớp thấy được trên phần Illustrator ấy, một ảnh thì chỉ chui được vào một khung, đúng không? Một ảnh chỉ chui được một khung. Vậy thì với Illustrator bây giờ quay trở lại nhá, nếu mà muốn một ảnh chui vào nhiều khung thì mình sẽ sử dụng cái phương án gì nhỉ? Đây bây giờ thử này, vẽ xóa này đi nha, M này, để sẽ vẽ những cái hình vuông này, rồi có thể ship it này, bởi vì nguyên tắc của InDesign rất là hay, đó là mỗi lần vẽ ra thì bao giờ nó cũng là viền đen và không có màu mà. Vậy thì để chọn đối tượng nó hơi vất vả, cho nên vẽ xong có thể ship it luôn, ship it là đảo màu mảng với cả màu viền đấy, rồi có thể copy giữ ship giữ alt này. Đấy, và các bạn nào còn nhớ trong quá trình khi mà mình lặp lại đối tượng thì mình sẽ có công cụ phím tắt là gì không nhỉ? Vừa hôm trước mình học lại phím lặp lại lệnh cuối cùng vừa thực hiện thì mình sẽ có phím tắt gì nhỉ? Có nào còn nhớ không? Control Alt 4, Control Alt và số chưa? Rồi, copy xuống dưới. Control Alt 4, Control Alt 4. Đấy, thì ví dụ như với cái bài toán thiết kế như này đi thì các lớp sẽ thấy được rằng đó là có rất nhiều cái đối tượng hình kích thước bằng nhau, khoảng cách bằng nhau. Tuy nhiên bây giờ thử nhá, chọn tất cả này và Control D một cái, tức là split ấy. Em chọn một cái ảnh nào đấy bất kỳ thì lớp thấy được là nó chưa thể nhận diện mà chui vào đâu được. Vậy thì bây giờ thử nhá, em tích vào một cái ô nào đấy bất kỳ thì nó chỉ chui được vào đúng cái ô này thôi. Vậy thì với bài toán này đang bị sai cái phần tư duy, đó là một ảnh chui vào nhiều khung. Vậy thì bây giờ quay trở lại cái lớp thử xem tư duy với công cụ phím tắt như trên Illustrator thì liệu rằng có ảnh có chui vào được không. Một, thử nha, Ctrl G. Ctrl G là group đúng không? Rồi Ctrl D cái chọn ảnh. Cũng vậy, cũng chỉ chui được vào một thôi. Vậy thì với cái trường hợp mà muốn ảnh chui vào nhiều thì cái lớp sẽ nốt lại một cái công cụ như sau. Thực ra mình cũng đã học trên các cái nền tảng rồi, đó là cái phần Ctrl số 8, biến nhiều đối tượng đang chọn trở thành một. Vậy thì trước khi mà cho ảnh chui vào, em xác định được là tất cả các ô vuông này phải là một ảnh chứ không phải là nhiều ảnh chui vào giống như các buổi hôm trước nữa, thì nó phải là Ctrl số 8, biến nhiều đối tượng đang chọn, lưu ý là đang chọn nhá, trở thành một. Vậy khi mà em Ctrl số 8 xong thì bây giờ em phải chọn một trong những cái ô đấy và Ctrl D em chọn ảnh. Thế thì ảnh nó sẽ chui vào đây. Đấy, Ctrl số 8. Đây các lớp cần lưu ý. Nha. Ctrl số 8 nha. Bởi vì nguyên tắc của cái phần InDesign thì cơ bản nó cũng giống như cái phần Illustrator, đó là một khung nó chỉ chứa một đối tượng, đúng không? Và một ảnh chỉ chui được vào một khung thôi. Vậy thì muốn một ảnh mà chui vào nhiều khung thì chắc chắn phải tư duy rằng nó là phải biến nhiều cái khung đấy trở thành một khung. Đấy là hình thức trong quá trình kia quản lý. Lý trên nền tảng phần nào in dài. Rồi, tuy nhiên thì các lớp thấy được rằng với cái nền tảng InDesign thì việc mà quản lý rồi xử lý ảnh rất nhanh. Tuy nhiên bây giờ sẽ hướng dẫn theo cả lớp thêm một vài cách nữa để mình dàn khung cho nó nhanh, cho nó hiệu quả. Rồi, thì bây giờ thử Ctrl N lại các lớp quan sát trên màn hình nhá. Thì ở đây nó sẽ có một cái thông số như sau. Cái phần column thì nó sẽ có thêm một cái đối tượng mà rất quan trọng trong quá trình khi mà xây dựng bố cục, đó là cái phần column gutter này, khoảng cách giữa các cột. Thì cái này nó sẽ ảnh hưởng đến tổng thể toàn bộ tất cả nội dung sau này khi mà em thiết kế. Cho nên ngay từ cái buổi hôm trước có chia sẻ với cả lớp ấy, thì cái phần column gutter này mình sẽ mặc định của nó là 0.4233, em có để mặc định đâu, cái này không nên thay đổi nhá. Vậy thì cái này nó sẽ ảnh hưởng bởi gì? Bây giờ em sẽ quan sát này, một cách nữa như sau, em ghi vào giúp thầy, đó là cách dàn bố cục nhanh. Hôm trước em phải tạo từng khung một, nhưng bây giờ thầy sẽ hướng dẫn con trong cả lớp, đó là mình chỉ cần tạo từ một đối tượng thôi, tạo từ một đối tượng thôi. Rồi bước đầu tiên em sẽ dùng cho thầy công cụ phím tắt M, em giữ chuột, lưu ý là vẫn giữ chuột, tức là chưa nhả chuột ra nhá.
trong quá trình kéo vẫn giữ chuột như này, chưa nhảy chuột ra này, club sẽ thao tác giúp thầy luôn này. Đấy, dùng M và có thể giữ chuột kéo này. Tuy nhiên bây giờ xác định là trên cái trang này mình có 9 ảnh này, đúng không? Thì em sẽ dùng bài toán như sau, lưu ý vẫn giữ chuột nhá. Có thể là mũi tên sang phải vẫn giữ chuột này, thì em thấy được nó sẽ tạo ra hai khung như thế đây nhá. M này giữ chuột này, lưu ý đừng nhả chuột ra nhá. Mình sẽ không dùng cái bài toán nhả chuột ra đây, cần lưu ý. Chà. Rồi, vẫn giữ chuột như vậy, em có thể mũi tên sang bên tay phải, mũi tên trên bàn phím ấy, thì nó tạo ra hai cột. Mũi tên lên trên là tăng số hàng, mũi tên xuống dưới là giảm, mũi tên lên trên là tăng. Đến cái số lượng mà em mong muốn, ví dụ thầy sẽ chọn 3, 2, 4, 6, 8 chẳng hạn. Đấy, và em có thể căn chỉnh theo vị trí, nếu mà muốn vuông thì em có thể giữ thêm shift. Giữ thêm shift thì nó vuông. Còn không thì mình có thể dùng cái bài toán là vẽ tự do bằng cách là đến vị trí nào đấy, mình sẽ nhả chuột ra. Mình club thấy được đó là sẽ có 2, 4, 6, 8 hình. Shift X cho nó dễ nhìn này. Shift X. Đấy, và thì club thấy được là cái khoảng cách giữa các ô ấy, nó chính là 0.4233 đấy. Thì ngay từ ban đầu trong quá trình khi mà tạo ra khổ giấy thì cái khoảng cách cột nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái tổng thể trong quá trình khi mà thiết kế. Thì với bài này không cần căn chuột đây nữa. Bây giờ thử nhá. M này, giữ chuột này, dịch chuyển này, vẫn giữ chuột này, mũi tên sang phải này để tăng số cột này, mũi tên sang phải này, đấy thì em thấy này, tăng như nào nhưng cái khoảng cách đấy nó vẫn bị giữ nguyên, tức là 0.4233. Đấy, giảm cũng thế, tăng cũng thế, đấy, thì em thấy khoảng cách giữa các cột nó vẫn giữ nguyên. Rồi, ví dụ thầy sẽ chọn là chiều ngang đâu đấy khoảng 2 đi, 3 đi, chiều cao có thể ấn mũi tên lên trên 6 này, 9 này, 12 này, em sẽ có một cái bố cục là 12 cái đối tượng ô. Và em có thể chọn ảnh bằng cách là Ctrl D, em sẽ chọn 12 ảnh chẳng hạn, em chọn vào thư viện ảnh. Thư viện ảnh, em sẽ chọn đến ví dụ như một cái chủ đề về Vespa đi. 1 Ctrl 2, Ctrl 3, Ctrl 4, Ctrl 5, ảnh ngang đúng không? 6 7 8 9 10 11 và 12, 12 thì em muốn ảnh chui vào đâu thì em có thể dùng bài toán là click vào đối tượng phần khung đấy thì ảnh nó sẽ tự động chui vào. Đấy, và em chọn tất cả để ảnh vừa với khung thì em sẽ có phím tắt gì nhỉ? Ctrl Shift An, Ctrl Shift An C. Cái này lúc nãy bị tích ra ngoài, Ctrl D chọn cái khác. Đấy, thì cái việc mà dàn ảnh trên nền tảng InDesign em thấy nó nhanh và thứ hai nó rất nhẹ. Dàn cái nó ra luôn, chứ nó không giống như trên nền tảng Illustrator. Nếu ảnh của mình nặng quá, chắc chắn là file của mình nó load rất lâu. Đấy, thì lớp sẽ thử cho thầy cái nội dung này một chút xíu nha. Đó là tạo khung bằng cách là giữ chuột và kết hợp với cả mũi tên. Ngoài ra bây giờ với hình vuông, hình đối tượng là hình chữ nhật rồi, thì bây giờ thử xem với trường hợp là hình đường tròn, hình ellipse, liệu rằng nó có áp dụng được như vậy không. Thử nhá. Lại này, đó là em đang dùng bài toán là tạo khung trước rồi cho ảnh vào sau. Tuy nhiên bây giờ không biết là cái số lượng ảnh của em bao nhiêu để tạo khung cho nó đúng. Bởi vì với vô cùng là theo mình muốn là có 9 cái ảnh. Nhưng bây giờ chẳng như khách hàng người ta đưa cho mình một cái nội dung đấy hoặc là đang lựa chọn thì bố cục chưa biết đó có bao nhiêu ảnh cả. Thì cách số 2 thì club có thể nốt lại cho thầy cái đó là chọn ảnh trước và tạo khung sau. Chọn ảnh trước và tạo khung sau. Ví dụ cái trang bên tay phải đi, thì cũng không biết là nó có bao nhiêu ảnh để cho nó phù hợp, thì bước đầu tiên là Ctrl D, mình có thể thực hiện luôn nhá. Em có thể vào trong một cái chủ đề, một cái folder nào đấy, em sẽ lấy ảnh. Ví dụ thầy sẽ chọn vào chủ đề chẳng như trang sức đi. Đấy, ví dụ thầy sẽ chọn ảnh này. Dọc nha, xác định là nó sẽ cùng theo một chiều, nếu chọn ngang ngang cả, chọn dọc dọc cả. Rồi. Thì cũng không cần biết, không cần đếm xem là nó bao nhiêu luôn, thì em cũng phải lựa chọn với cái số lượng ảnh mà em mong muốn. Đương nhiên thì nếu chẳng như có quá nhiều ảnh trên một trang thì chắc chắn là cái nội dung của mình sẽ có ít không gian để sâu, bởi vì ảnh nó nhỏ mà. Rồi đấy, thì bây giờ thầy sẽ chọn từng này, ảnh cũng chả biết là nó có bao nhiêu cả. Em có thể chọn một cái số lượng ảnh nào đấy bất kỳ và open. Bởi vì tại sao? Bởi vì trong quá trình em thấy được rằng như sau này. Ctrl D chọn thêm cái nữa đi. Đấy, thì ví dụ như khi em Ctrl D và chọn ảnh ấy, thì khi mà ok một cái thì ngay trên nền tảng của phần mềm InDesign thì nó sẽ xuất hiện và hiện cho em cái số ở ngay con trỏ chuột luôn. Hiện tại thầy đang chọn đó là số lượng 13. 13 ảnh. 13 ảnh thì theo cái lớp là mình sẽ là bao nhiêu hàng và bao nhiêu cột để số lượng được 13 cái.
Đương nhiên không thể dùng một cái bài toán là một hàng 13 và một cột 13 được đúng không? Bởi vì chắc chắn là bố cục như thế thì nó rất bé và nó bị bè theo chiều ngang hoặc là bè theo chiều dọc ấy, nhỏ theo một kích thước theo một chiều. Vậy thì em thấy được là hai thì chắc chắn hai không được rồi. Hai thành 12 hoặc 14 đúng không? Bởi nó số chẵn. 3 cũng không được. 12, 3 4 12 rồi. 12 hoặc 15. 4 cũng không được, 5 cũng chả đúng. Đúng không? 6 thì chắc chắn không rồi, 6 là 22 là cũng thừa một. Vậy thì lớp thấy được là đang dùng một câu toán nó hơi bị lẻ. Một cái thông số rất là xấu đó là 13. Thì bây giờ làm cách nào để dàn mà cái số lượng khung nó vẫn đủ trong cái số đường tra? Thì bây giờ cả lớp quan sát trên màn hình nha. Rồi, khi mà chọn được cái ảnh rồi, bước tiếp theo của lớp sẽ dùng bài toán là giữ chuột và kéo này. Lưu ý là vẫn giữ chuột nhá. Thì bước tiếp theo em thấy được là đang có 13 ảnh rồi, em dùng bài toán là mũi tên sang phải này, tăng số cột này. Mũi tên lên trên tăng số hàng này. Ví dụ thầy sẽ để cho nó là 3 hàng. Đúng không? Vậy thì làm bao nhiêu cột đây? 6 này, 9 này, 12 này. Nó phải là 15 đúng không? Ví dụ 12 thì đang thiếu 1 mà 15 thì nó đang thừa. 15 thì nó thừa 2 đúng không? 15 nó bị thừa 2. Thì bây giờ thử xem là với trường hợp nếu mà nhả chuột ra nhá thì nó có dư hai cái ô cuối cùng hay là hai cái ô đầu tiên hay là hai cái vị trí nào đấy khác không? Thử nhá. Nhả chuột ra thì cái lớp sẽ được như sau. Ảnh nó sẽ tự động dàn theo số lượng khung mà em đã tạo. Nhưng quan trọng là ở đây này, cái chỗ này này. Đúng không? Tức là nó tự động mất đi luôn. Nếu chẳng hạn nó bị thừa khung thì nó cũng tự động xóa đi. Tức trên màn hình nó chỉ có 12 ảnh thôi, 13 ảnh thôi. Rồi cho tất cả và Ctrl Shift An, Ctrl Shift An C. Đấy, thì ảnh nó sẽ động vừa với cái phần khung. Đấy, thì lúc thì có thể mình làm theo hai cách. Một, đã biết được số lượng ảnh rồi thì mình sẽ tạo khung trước. Và trường hợp số 2, nếu mà chưa biết được số lượng ảnh trên cái trang đấy thì em có thể Ctrl D chọn ảnh cho nó vào đây ra. Nhưng có một cái vấn đề xảy ra như sau, đó là khi mà ảnh chui vào ấy thì chưa chắc vị trí nó đẹp khi Ctrl Shift An C. Bởi vì chẳng hạn như cái ảnh này đi, đúng không? Nó phải lùi xuống dưới một chút xíu để nhìn thấy cái mặt của mẫu. Thì em có thể dùng bài toán là tích đúc vào xong rồi kéo xuống. Bởi vì thực ra cái phần Ctrl Shift An C nó sẽ có chức năng như này này. Đó là tâm của ảnh thì nó sẽ trùng với tâm của cái khung. Đây em thấy này, ví dụ cái đỉnh một này, các góc của cái hình này. Đấy, thì nó sẽ tạo ra một cái đường chéo này đúng không? Thì cái tâm nó nằm giữa. Tâm của cái ảnh này thì nó trùng với tâm của cái đối tượng hình. Đấy, cho nên là với trường hợp là ảnh dài, ảnh ngắn thì cái này em làm xong thì cũng phải nên chỉnh sửa lại làm sao vị trí nó phù hợp. Em tích đúc vào. Rồi cái này tích đúc vào. Rồi cái này có thể là tích đúc chỉnh xuống, cái này có thể là chỉnh xuống tí. Trang sức mà. À, phải nhìn thấy mẫu chứ. Cái này cũng xuống tí chẳng hạn. Rồi cái này ok rồi, cái này ok chẳng hạn. Cái này được, cái này dịch chuyển xuống tí. Đấy, em có thể tích đúc vào nha. Cái này sang phải tí. Đó, đây là cái em có thể thực hiện được trong quá trình khi mà lựa chọn và chỉnh để làm sao đừng có để mất mẫu. Ví dụ ảnh này cũng thế này, mẫu của mình đang bị mất này. Đó, chỉnh làm sao cái vị trí cho nó phù hợp. Xe này có thể đẩy sang bên trái tí, cái này có thể sang phải tí, tích đúc vào. Đó, thì em thấy là cái việc mà mình đưa ảnh vào và chỉnh sửa ảnh trên nền tảng này rất nhanh. Đấy, thì bây giờ cả lớp sẽ thực hành cho thầy hai cái nội dung đấy. Một là tạo khung trước cho ảnh vào sau. Thứ hai nữa là lựa chọn ảnh và tạo ra số lượng khung làm sao cho nó tương ứng. Lưu ý là có thể nó nhiều hơn so với số lượng ảnh. Vậy thì khi mà nhả chuột ra thì tự động những cái phần khung thừa nó sẽ tự động mất đi luôn. Đây một cái đặc điểm rất hay trên nền tảng của phần InDesign, dàn rất nhanh. Rồi, thì đấy là cái nội dung trang cái hệ thống liên quan phần trong. Thì bây giờ hướng dẫn qua cả lớp một chút xíu nha, liên quan phần đó là thiết kế trang bìa. Cả lớp sẽ nốt lại cho thầy cả cách thiết kế trang bìa. Thì trang bìa thì em thấy được là trong quá trình khi mà làm một cái sản phẩm về quyền, đúng không? Ví dụ sách, báo, tạp chí thì nó phải có nội dung chính. Hay liên quan đến cái sản phẩm của doanh nghiệp hay thậm chí là cái bài đồ án của em ấy thì ít nhất phải có tên đề tài. Đúng không? Có tên người làm đồ án, rồi lớp, rồi giảng viên hướng dẫn, rồi logo IT Plus và logo thương hiệu. Mình có thể trang trí thêm những cái nội dung khác để bổ trợ làm sao để tạo ra cái điểm nhấn mạnh cho cái sản phẩm của em đang thiết kế. Thì với các sản phẩm trên thị trường thì cũng tương tự, sách, báo, tạp chí, truyện, catalog, profile, vân vân thì nó cũng có những cái định dạng nội dung tương tự. Ví dụ với một cái hồ sơ giống như cái bìa hồ sơ của em ấy, cái kẹp file ấy. Đúng không? Mình sẽ có cái kẹp file. Kẹp file tuy nhiên thì một số bạn hiện tại làm chưa được đúng về cái nội dung. Đúng không? Thứ nhất là mình phải có tên công ty này. Thứ hai có logo thương hiệu này. Thứ ba nữa có địa chỉ của văn phòng thì càng tốt.
Còn mặt sau của em chính là hệ thống liên quan phần thông tin liên hệ. Đấy. Còn nếu trong trường hợp mình chỉ đưa mỗi cái màu nhận diện hoặc là một cái ảnh vàng thì chưa chắc nó đã đúng, đúng không? Mình chưa truyền tải được cái thông điệp trên cái sản phẩm em đang đưa ra cái phương án in. Rồi. Thì bây giờ sẽ dùng cái phương án thiết kế hệ thống liên quan trang bìa nhá. Trang bìa thì thầy sẽ dùng một cái sản phẩm demo nào đấy để hướng dẫn cho lớp cho kỹ hơn. Thì với bài toán của cái phần in design thì cơ bản với cái đối tượng hình của cái nền này ấy, thì nó cũng giống như Illustrator, tức là không thể thay đổi được màu cho cái nền, mặc định bao giờ nó cũng là màu trắng. Vậy thì muốn thay đổi màu nền thì chắc chắn em phải dùng một cái bài toán là vẽ một cái hình nằm chồng và đúng bằng kích thước của cái đối tượng của giấy đấy, CPX, thì mới có được hệ thống liên quan phần màu, tức là nó phải phụ thuộc bởi một cái đối tượng vector nào đấy thì mới đổ được màu cho đối tượng nha. Rồi, tuy nhiên nhiều bạn sẽ bị mắc sai lầm trong quá trình khi mà đưa ảnh vào như sau này. Nếu mà chọn vô tình tích vào nền, tức là đang một cái khung ấy, mà em Ctrl D một cái, chọn ảnh bất kỳ thì ảnh nó sẽ chui vào đây luôn. Đúng không? Bởi vì nó xác định là ảnh chui vào khung mà. Đấy, vậy thì nếu mà em muốn là đưa một cái logo vào đây thì em xác định được là em phải tích ra ngoài, tức là không chọn cái khung đấy. Em Ctrl D, đúng không? Ví dụ thầy sẽ có một cái logo này. Xong em phải là vẽ, giữ chuột kẹo. Thì khung nó khác với cái phần logo, hai đối tượng nằm tách biệt. Chứ lưu ý là đừng chọn vào khung nha. Nếu bạn nào đang chọn này, chọn Ctrl D, chọn logo một cái thì nó sẽ chui vào trong phần khung đấy luôn, mình sẽ không kéo ra nữa. Ngon, cho nên lưu ý là muốn cho logo vào ấy thì bước đầu tiên em phải tích ra ngoài, tức là không chọn bất kỳ một đối tượng nào. Ctrl D, click, em chọn là logo, em đưa vào đây chẳng hạn, thì nó sẽ nằm một cái vị trí riêng nằm đây. Dạ, rồi em có thể tích vào đây, em tích vào điểm màu vàng, sao em giữ shift em bo góc được không? Đây, sẽ có một cái bài toán này. Yeah. Rồi, bây giờ quay trở lại hệ thống liên quan phần màu nền nhá. Màu nền ở đây thì em sẽ có một vài cách thức như sau. Một là nền một màu. Nền một màu là trong những cái cách thức mà Gloss sẽ mình sẽ dùng nhiều, bởi vì làm sao tạo ra cái sự tương phản nó rất tốt. Nền màu tối thì sử dụng cái thông tin màu sáng, chữ màu sáng, chữ màu trắng. Nền đỏ thì chữ trắng, chữ vàng, đúng không? Và ngược lại. Đấy, nền đen thì chữ trắng, rồi chữ đỏ, rồi chữ màu sáng, màu cam gì đấy. Thì nó sẽ tạo ra cái sự tương phản cao. Và cái trường hợp số 2 trong quá trình khi dùng nền thì các bạn có thể dùng cái phương án đó là nền gradient. Nền có sự chuyển sắc. Và dạng số 3 nữa là em có thể dùng nền bằng ảnh, thay thế bằng bức ảnh nào đấy. Rồi, thì bây giờ trong cái trường hợp nền một màu thì em thấy được là trong buổi hôm trước cũng đã hướng dẫn qua cả lớp, hoặc là nó cũng tương tự như trên nền tảng của phần Illustrator. Nhưng bây giờ sẽ dùng cái phương án như sau, đó là nền gradient đi. Thì lớp sẽ ghi vào cho thầy nha. Công cụ của gradient trên InDesign thì nó hơi khác một chút xíu so với nền tảng của cái phần Illustrator và Photoshop. Rồi, phím tắt cũng là phím G. Phím G, đúng không? Rồi, phím G và em có thể dùng bài toán là tích đúc vào công cụ phím G đấy. Thì nó sẽ xuất hiện cái bảng cài đặt của cái thông số gradient. Tuy nhiên cái bảng gradient này các lớp sẽ thấy được rằng như sau, đúng không? Rất ít công cụ để em cài đặt. Một, em quan sát trên màn hình này. Một là ở ngay phía cái phần ba dấu gạch ngang bên tay phải, nó sẽ có phần hide option hoặc là show option. Thì bạn sẽ hiển thị đầy đủ toàn bộ tất cả những công cụ cần cài đặt trước nhá. Đây, ví dụ như phần hide option nó chỉ hiển một cái dòng ngay thôi. Còn show option thì nó hiển thị nhiều hơn nhưng cũng không quá nhiều giống như trên nền tảng của phần mềm Illustrator. Đấy. Rồi, vậy thì bây giờ thay đổi màu như nào thì lớp thấy được là đang chọn đối tượng rồi nhưng đối tượng chưa thay đổi màu, thì bước tiếp theo ở trong bảng gradient em sẽ tích vào giải màu. Thì đối tượng gradient nó mới nhận. Đối tượng gradient nó mới nhận. Đây cái lưu ý. Rồi, ở đây cũng có thể tương tự bằng cách đó là em có thể giữ chuột và kéo. Giữ chuột kéo trên đối tượng này, em giữ chuột từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên theo đường chéo và vân vân. Đấy, thì có thể thay đổi cái đường đi của cái hệ thống liên quan phần gradient. Nhưng quay trở lại với cái vấn đề đó là có thể là thay đổi màu cho gradient thì nó sẽ sử dụng bằng cách nào. Đấy, thì lớp sẽ nốt vào nha, đó cách thay đổi màu này. Thử xem áp dụng cái phương án trên cái phần Illustrator xem thử nó có được không nha. Một là tích đúc, nó không xuất hiện bằng màu, đúng không? Cách số 1 này không được. Rồi cách số 2 thử nha, click vào điểm màu cần thay đổi này, xong nó sẽ tích đúc này. Ở điểm màu trên này, em chọn màu chẳng hạn. Đấy, thì cách này nó lại được.
Thế em thấy được là với hai phương án em dùng trên cái phần Illustrator thì nó chỉ được một trong hai cái thôi. Làm lại nha. Đó là em sẽ click chọn điểm màu cần thay đổi trên bảng gradient. Bước số 2 đó là tích đúc vào màu phía trên bên bảng thanh công cụ. Màu phía trên bên bảng thanh công cụ đây. Đúng không? Và em chọn màu. Nếu bạn nào có hệ thống cái màu hát này này, mình sẽ tích vào cho nó dễ chọn nhá. Còn nếu bạn nào không có cái này thôi thì mình sẽ tạm thời chọn làm sao cho nó có thể là biết cách dùng nó. Hoặc là nếu bạn nào thấy khó dùng quá thì mình sẽ lên trên nền tảng của phần Illustrator, em copy mã màu lấy trên Illustrator xuống. Em sẽ dán vào đây. Rồi ok, bây giờ thầy sẽ chọn có hát thì chọn hát thì bây giờ sẽ chọn một cái màu nó sáng hơn. Ok. Rồi hai cái màu này nó hơi hơi giống nhau quá, bên này đổi sang một cái màu tối hơn nhá. Màu tối hơn này. Đấy. Bên này là một cái điểm màu nó sáng hơn. Tối hơn tí. Đấy. Thì em thấy được mình có thể thay đổi được cái hệ thống màu gradient. Rồi, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Đấy. Thì em có thể thay đổi màu cho cái đối tượng thiết kế. Tuy nhiên, ở đây thì nó đang đi theo dạng đường thẳng. Ngoài ra, ở trong bảng gradient thì nó sẽ có phần tay. Thì đây nó cũng chỉ có hai dạng thôi. Nó giống Illustrator, nó khác biệt hơn so với phần Photoshop. Photoshop thì cái đường chuyển động của cái phần gradient nó có rất nhiều. Đường thẳng này, đường tròn này, hình chóp này, hình trụ này. Nhưng với cái nền tảng InDesign với cả Illustrator nó chỉ còn lại hai thôi. Layer là đường thẳng, còn radius là đường tròn. Nhưng đường tròn nó lại không giống so với cái nền tảng của phần Photoshop. Các lớp quan sát này, kéo nhá, nó không tròn. Nó bị ellipse. Đúng không? Nó không thể tròn được, em kéo như nào cũng không thể tròn được. Bởi vì lưu ý là cái phần thiết kế trên InDesign thì nó hơi yếu. Với cái trường hợp là gradient theo dạng phần radius là đường tròn ấy thì nó sẽ theo cái kích thước form dáng của cái hình, tức là của cái khung ngoài ấy. Nếu là hình vuông thì nó mới tròn, còn hình chữ nhật thì chắc chắn nó sẽ bo lại trở thành hình ellipse. Đấy, các lớp thấy được là kéo nó cũng không thể tròn được nha, là cách thức không tròn được. Và ở đây em cũng có cái bài toán là trong bảng gradient sẽ có một cái thuộc tính là phần revert. Revert là đảo nghịch điểm màu gradient. Em tích vào đây. Đấy, thì em thấy màu đậm bây giờ nó đang nằm ở trong rồi. Tuy nhiên, đương nhiên rồi thì với cái phần gradient mình đã học qua cái tư duy của Photoshop Illust ấy, thì màu sáng bao giờ cũng là màu tập trung vị trí ở giữa. Thì thị giác của mình nó sẽ có cái điểm nhấn được tốt hơn. Cho nên nếu bạn nào mà revert đảo ngược theo kiểu này thì nó sẽ bị lan tỏa ra ngoài. Lưu ý, màu sáng nó phải nằm giữa. Đấy, cái tư duy. Rồi. Tiếp theo thì bây giờ sẽ hướng dẫn qua một vài cái công cụ về chỉnh sửa điểm của đối tượng nhá. Em có thể là Ctrl C, Ctrl Shift and V. Các lớp còn nhớ công cụ này không nhỉ? Thầy xóa logo này đi một tí. Ctrl C, Ctrl Shift and V là copy đối tượng lên trên cùng đúng vị trí. Thì trên màn hình ở đây em thấy được là kéo ra ngoài thì nó sẽ có hai đối tượng giống nhau. Ctrl C và Ctrl Shift and V. Thì các lưu ý trong cái bài toán này là copy đối tượng trong quá trình khi mà mình thiết kế. Chào. Rồi, ngoài trường hợp là bo góc với các điểm trong buổi hôm trước ở công cụ phím V ấy, thì mình sẽ có cái nội dung phím tắt số 2 đó là công cụ phím A. Thì bây giờ các lớp sẽ thử thao tác cho thầy công cụ phím A này liệu rằng nó có giống với cái nền tảng tư duy của cái phần Illustrator không? Đó là dịch chuyển điểm của đối tượng. Các lớp sẽ thử nhá. Bởi vì công cụ trên nền tảng InDesign thì nó cũng không quá chuyên về cái phần thiết kế, cho nên đôi lúc trong quá trình sử dụng công cụ thì nó hơi vất vả. Rồi, thử nhá, với công cụ phím A, dịch chuyển điểm của đối tượng thì xem thử nó có giống với cái nền tảng của phần Illustrator không nhá. Phím tắt là A. Palette Selection Tool. Em chỉ cần nhớ phím tắt thôi bởi vì tư duy nó gần như là giống nhau. Phím A nhá, phím A này. Em sẽ tích vào điểm này và dịch chuyển xuống. Ngon rồi, tích vào điểm này. Dịch chuyển xuống. Đấy, thì em phải cầm từng điểm và kéo theo cái đối tượng trong quá trình khi mà em thiết kế. Đấy, cầm điểm. Dịch chuyển. Đấy, thì cái tương tự như công cụ phím A trên nền tảng của cái phần Illustrator. Được chưa? Nhưng có những trường hợp nó lại không được. Lý do tại sao em quan sát này. Ví dụ vẫn đang ở phím A nhá. Em tích điểm này, xem dịch chuyển này, đúng không? Nhưng có những trường hợp tích điểm dịch chuyển nó lại có thể làm ra là nó dịch chuyển cả hình. Vậy thì với cái trường hợp này để sử dụng cho nó hiệu quả, thầy sẽ chia sẻ một lớp, một cái cách thức như sau này. Cách thức là nếu chẳng hạn như nó không được, ok, thầy sẽ chọn cái màu cho dễ hình dung nha. Chọn một cái màu trắng đi.
Đấy. Thì nếu chẳng hạn như dùng phím A mà mình có không thể là dịch chuyển điểm được đối tượng ấy. Đây em thấy này, tích vào đây này. Đúng không? Tích vào em thấy này, phím A này, tích này, nó dịch chuyển cả này, tích vào này. À, tích rồi nhá, phím A tích vào này. Đấy, nhưng nó cũng chỉ dịch chuyển cả đối tượng thôi, chứ nó không thể dịch chuyển một vị trí điểm của đối tượng nữa. Tích vào này. Dịch chuyển này, nó dịch cả. Đúng không? Thì đây tư duy bởi vì cái công cụ phím A này, dùng nó cũng hơi vất vả đấy. Đó, em sẽ có hai cách để làm sao lựa chọn lúc nào cũng được. Một là đang dùng phím A em tích ra ngoài. Em tích ra ngoài, tức là không chọn đối tượng nào để đấy nữa. Rồi bước tiếp theo em sẽ dùng phím A em tích vào đúng cái điểm đấy hoặc là tích vào đối tượng đi. Tích vào đối tượng xong em chọn điểm và mình có thể dịch chuyển điểm của đối tượng đấy. Chả dịch chuyển điểm đối tượng. Rồi. Lưu ý nhá, phải tích ra ngoài bởi vì nếu em dùng phím V em chọn vào nó này. Đây dùng phím A này, em tích vào này. Đấy, thì em thấy là nó không thể dịch chuyển được điểm của đối tượng mà nó chỉ là dịch chuyển cả đối tượng mà thôi. Cho nên với các cái nội dung này lưu ý là em phải dùng phím A, em tích ra ngoài, sau đó tích vào đối tượng thì mới chỉnh sửa điểm bằng cách click vào điểm đấy được. Hoặc cách số 2 như sau. Đó là em có thể chọn đối tượng, em giữ shift em tích vào điểm đấy. Giữ shift em tích vào điểm đấy. Nhưng dùng cách số 1 thì nó sẽ tối ưu hơn, tức là lúc nào mình cũng có thể sử dụng được. Nhà cho nên công cụ phím A nó phải xử lý cho nó hiệu quả một chút xíu nhá. Đấy, tức là ban đầu nếu ở phím V mà em chọn đối tượng và dùng phím A thì chắc chắn với vấn đề này thì mình sẽ không chỉnh sửa được điểm. Nó chỉ là dịch chuyển cả mảng thôi. Đấy, cho nên phím A ở đây thì nó rất là khó trong quá trình khi em thao tác. Rồi, ở đây một cái nội dung nữa, Close Second thì nó sẽ có hệ thống liên quan đến cái phần hòa trộn. Đúng không? Nhưng có một cái như sau, là hòa trộn nó không nằm ngoài cái công cụ ở màn hình. Nó phải nằm ở đây, cái lớp quan sát trên màn hình nhá. Hòa trộn của phần InDesign thì nó sẽ nằm ở trong phần menu Object. Chọn đến phần Effect. Effect này thì lúc ban đầu có chia sẻ với cả lớp đấy, đó là phần InDesign nó không có Effect. Thực ra cái phần Effect này nó đang lấy cái dữ liệu từ cái nền tảng của phần mềm Photoshop qua chứ không của Illustrator qua. Mình đã học qua phần Drop Shadow này. Inner Shadow là bóng ánh sáng phía ngoài này. Rồi Gradient này, vân vân. Thì để chọn được cái phần hòa trộn ấy thì cái lớp sẽ chọn vào trong phần Object, chọn đến phần Effect và chọn đến thuộc tính là Transparency. Object, chọn Effect và chọn đến phần Transparency. Trong phần Transparency này em sẽ lựa chọn cho thầy cái thuộc tính chính là cái đối tượng Blending Mode, chế độ hòa trộn. Blending Mode đây. Được chưa? Object, Effect, Transparency. Em sẽ chọn vào cái phần Blending Mode, em sẽ chọn vào phần giả như hòa trộn đó là Overlay. Thế cộng với lớp ảnh dưới và làm sáng vị trí ảnh lên. Overlay. Thì em sẽ tạo ra được một lớp trong quá trình tiếp theo. Đấy, tạo ra một cái đối tượng. Rồi Ctrl C, Ctrl Shift and V được không? Tạo ra hai lớp đối tượng. Thì trong bài toán này có thể hướng dẫn thêm cả lớp một cái công cụ nữa, chính là hệ thống lật đối tượng. Với Illustrator để lật đối tượng thì em dùng công cụ phím O. Photoshop thì mình sẽ kết hợp với công cụ phím Ctrl T và đối tượng Flip để lật. Nhưng với cái phần InDesign thì nó rất là hay, nó nằm ngay trực tiếp ở ngoài màn hình. Đó là khi mà dùng chọn đối tượng ấy, thì ngay ở trên thanh menu của lớp sẽ quan sát như sau nha. Thì nó sẽ có bốn cái biểu tượng ở đây. Hai biểu tượng ở trên chính là cái biểu tượng xoay, nhìn thấy biểu tượng thì các lớp sẽ nhìn thấy ngay chức năng của nó. Hai cái đối tượng phía dưới chính là phần flip, flip là hệ thống lật. Nhưng mà trước khi lật thì quan tâm một cái đối tượng nữa như sau. Đó là ở bên tay trái của em trên thanh menu thì nó sẽ có 9 cái điểm. Đúng không? Và trong 9 điểm đấy thì nó sẽ có một điểm màu trắng, chính là điểm tâm, cái tâm của đối tượng ấy. Đúng không? Ví dụ như em xoay nó là tâm xoay, em lật nó là tâm lật và em dùng phóng to thu nhỏ thì nó là tâm phóng to thu nhỏ. Thì với bài toán nếu mà lật muốn nó nằm trong khổ giấy thì em phải chọn vào vị trí giữa. Nhưng bây giờ thử nhá, em sẽ chọn cái tâm nó sẽ là nằm bên tay trái này. Nếu em lật từ trái qua phải thì chắc chắn cái hình này nó sẽ chạy ra ngoài khung. Đúng không? Vậy thì với bài này muốn lật được thì em phải chọn tâm ở giữa. Tâm ở giữa và chọn vào hệ thống flip lật thì em sẽ có một cái đối tượng mang tính chất là giao nhau giống như trên màn hình. Rồi bên này có thể Ctrl C, Ctrl Shift, Alt V, thầy sẽ cho nhỏ xuống xíu để làm gì, để có thể cho nó ảnh vào. Bây giờ có thể chọn một cái màu nào đấy. Và không hòa trộn được không?
vào effect này, object này, chọn effect này, chọn ở phần transparency và em bỏ phần blending mode về normal đi. Đấy, thì cái mảng màu đen này mong muốn của thầy là cho ảnh trừ vào khung. Cho ảnh trừ vào khung. Thầy cần lưu ý nha. Rồi, ví dụ chọn ảnh trừ vào khung này sẽ chọn Ctrl D, chọn một cái về các cái dòng mỹ phẩm đi, ví dụ như cái ảnh này. Đấy, nhưng ảnh vào thì cũng phải là Ctrl Shift C cái. Nhưng cả lớp quan sát thấy được này, chữ nó cũng bị lật. Cho nên tôi dùng tư duy bằng cách là có thể phóng to này lên. To này lên xíu. Xóa mất cái hệ thống liên quan phần chữ đi. Vậy thêm logo được không? Thêm logo thì lưu này lưu ý giống như lúc này thầy có chia sẻ với cái lớp ấy. Muốn thêm một cái đối tượng ảnh mà đã có phần khung có sẵn thì bước đầu tiên là phải tích ra ngoài. Đúng không? Để tránh tình trạng nếu mà tích vào khung như này, chọn vào đối tượng logo thì nó sẽ chui vào trong cái hệ thống nền. Đấy, cho nên phải tích ra ngoài. Ctrl D Palette và chọn đến hệ thống liên quan đến cái phần khung. Chọn ảnh nằm đây. Rồi, tích vào điểm màu vàng, em có thể giữ Shift em bao góc được không? Đấy, nhưng có một cái vấn đề xảy ra đó là cái viền, cái màu sắc của cái phần viền của cái khung này thì nó đang trùng màu sắc với hệ thống liên quan đến phần nền. Cho nên thầy có thể xử lý thêm một cách thức nữa như sau, đó là vẽ một cái M bằng với kích thước của hình đấy. Và để mỗi cái viền màu trắng đó. Rồi, kích thước ở đây có thể để cái phần size to lên ở trên thanh menu của lớp quan sát này. Nó sẽ có cái phần thông số kích thước của cái viền. Rồi, thì cái phần này thì sẽ để cái thông số to lên và đẩy cao lên tí nữa. Đúng không? Dùng tích vào điểm màu vàng, giữ Shift và bo góc nó lại. Đấy. Để tạo ra cái biển phân biệt giữa hệ thống màu nền với cả màu của cái phần khung của logo. Đây là hình thức để trong quá trình khi mình cần. Đấy. Rồi, ok, bây giờ Cloud sẽ có thể thực hiện thiết kế cho thầy một cái nội dung nha, cơ bản trước. Để chấp nhất được hệ thống liên quan đến cái phần nền, có màu nhận diện, có logo, có hình ảnh đại diện thương hiệu. Thì với cái nền tảng liên quan phần InDesign thì phần text là một trong những cái đối tượng nó mang tính chất nó hơi phức tạp. Nó không giống như trên nền tảng của phần Illustrator, em thấy là ghi nội dung văn bản rất dễ, nhưng với InDesign thì nó sẽ hơi đặc biệt một chút xíu. Rồi, thì bây giờ các bạn sẽ quan sát trên màn hình nhá, thầy sẽ ví dụ nháp trước này. Với text thì InDesign thì phím tắt của nó cũng là phím T, Titan. Nhưng với cái phần text InDesign quản lý không tốt thì chắc chắn là mình sẽ không đánh được chữ. Và vị trí chữ nó sẽ không xác định ở những cái trường hợp mà em cần ghi. Thì ở đây nó sẽ có hai cách như sau, các bạn sẽ quan sát này. Nếu với trường hợp đơn giản nhất ấy, tức là không có bất kỳ một cái đối tượng khung nào nằm dưới cả, thì em dùng bài toán là click không được này. Đúng không? Bình thường em dùng chữ văn bản tiêu đề thì em sẽ bằng cách là dùng phím T và click vào màn hình, thì với bài toán InDesign nó không tích được. Rồi, vậy thì với trường hợp là nếu không có bất kỳ một cái gì ở dưới thì em dùng bài toán là giữ chuột và kéo khung. Đấy, thì bây giờ mình đánh được chữ nha. Còn nếu mà click thì nó không bao giờ cho em đánh chữ cả. Đây, tính chất của InDesign thì đối tượng nào cũng phải cần có khung hết, kể cả chữ. Rồi, vậy thì bây giờ thử với đánh cái nội dung thôi. Ví dụ về trang sức. Đấy, thì em sẽ có một cái cụm như này. Rồi, cũng tương tự như trên nền tảng liên quan đến phần ảnh. Đó là nếu giữ Shift để phóng to thì nó cũng chỉ phóng to mỗi hệ thống liên quan đến phần khung thôi. Và thứ hai em quan sát trên màn hình nhá, đó là nếu mà muốn thay đổi màu sắc thì cũng không thể thay đổi màu trực tiếp theo kiểu này được. Các bạn quan sát này, nếu chọn màu xanh thì nó chỉ thay đổi mỗi màu của cái khung thôi, không thể thay đổi màu chữ. Vậy thì với cái bài này các bạn sẽ nốt vào cho thầy một cái như sau, đó là cách thay đổi màu sắc của chữ. Cách thay đổi màu sắc của chữ. Cái này nó phải nốt kỹ để tránh tình trạng là cái sử dụng chữ của em không thay đổi màu. Rồi, cách đầu tiên đó là em sẽ quay trở về phím T và em bôi đen cái chữ cần thay đổi màu. Quay trở về phím T và em bôi đen cái chữ có thể thay đổi màu. Đấy, thì em có thể chọn màu 1 là tích đúc vào màu trên. Em chọn ví dụ như màu trắng đi.
Đấy thì cái màu sắc nó mới thay đổi được. Còn nếu mà dùng điểm màu trực tiếp trên này thì nó bị sai nha. Đây, em thấy nó chỉ thay đổi được mỗi màu của cái khung thôi. Cho nên dùng bài toán là quay trở về phím T bôi đen chữ cần thay đổi màu. Tích đúc vào màu trên. Em đổi màu. Nha. Còn nếu thay đổi trực tiếp thì bằng cách số 2 của lớp sẽ quan sát này. Cách số 2 đó là ở ngay dưới cái điểm màu fill và stroke ấy, thì nó sẽ có hai đối tượng cả lớp cần chú ý. Một là cái hệ thống hình vuông này. Hai, ở ngay bên cạnh nó sẽ có một cái chữ T nho nhỏ. Thì em sẽ tích vào biểu tượng chữ T đấy thì mới thay đổi được màu. Được chưa? Chụp màn hình lại nha. Đây. Ở trên màn hình ở đây ngay dưới cái điểm màu thì nó sẽ có hai đối tượng, một là cái hình vuông. Hình vuông này nó sẽ có cái chức năng đó là thay đổi màu của khung. Không cần biết nó là khung của cái gì, kể cả chữ thì nó cũng chỉ thay đổi mỗi cái màu thôi, màu của cái khung đấy thôi. Và trường hợp số 2 đó là ở ngay bên cạnh nó sẽ có một biểu tượng chữ T nhỏ nhỏ đây. Thì đây chính là cái công cụ để em có thể thay đổi thuộc tính màu sắc cho chữ. Thì em phải tích vào cái đối tượng này. Đây là điểm màu nha. Rồi, thử xem. Tích vào đối tượng khung chữ. Bước số 2 em tích vào biểu tượng chữ T ở dưới cái điểm màu. Và bước tiếp theo em có thể chọn màu thì bây giờ mới thay đổi màu cho nó. Trên hơi vất vả như vậy. Rồi, đương nhiên thì với thay đổi thuộc tính của chữ thì em cũng vào trong bảng Ctrl T giống như trên nền tảng của phần Illustrator. Đấy, thì ví dụ thầy sẽ chọn nhà như SVN đi, chọn một phông chữ nào đấy. Nhìn sang trọng một chút xíu, thầy sẽ tăng kích thước size lên. Tăng kích thước size lên. Đương nhiên cái chữ này thầy sẽ chọn cho nó cái màu trắng để trên nền kia đi. Đấy, để trên này. Yeah. Nhưng có một cái vấn đề như sau, đó là cái phần khung thừa ấy, nhìn nó hơi khó chịu. Thì bây giờ làm sao để bỏ luôn cái khung mà chỉ giữ lại cái hệ thống nó là cái khung này bằng chữ này. Đương nhiên nhiều bạn cũng có thể dùng bài toán là giữ chuột cho nó kéo làm sao cho nó lại gần đây. Thì đây cũng là một cách. Nhưng chả như sau này em có nhiều chữ thì kéo như vậy thì nó không tối ưu. Nên thầy sẽ hướng dẫn qua cả lớp nha. Để khung vừa với phần chữ ấy, thì em dùng phím tắt là Ctrl Alt C. Ctrl Alt C. Thì phần khung nó sẽ tự động vừa với hệ thống chữ. Và phóng to thu nhỏ cả đối tượng cả khung thì mình sẽ dùng cái bài toán giữ gì nhỉ? Lúc này ảnh và khung thì mình giữ gì nhỉ? Ctrl Shift. Yeah. Muốn phóng to cả khung và ảnh thì giữ Ctrl Shift, để giữ mỗi Shift không thì nó cũng chỉ thay đổi mỗi kích thước của khung nha. Đấy. Cho nên là với InDesign thì cái việc mà quản lý ảnh và quản lý chữ thì nó hơn mà. Rồi, phía dưới thì cũng có thể tương tự, nhưng cả lớp cần chú ý này. Nếu em dùng phím T, em vô tình em tích vào phần khung một cái, thì cái khung này nó sẽ nhận là cái khung text luôn. Đây, thì bây giờ em đánh đây nhá, em tích đây này, định ghi chữ này. Thì nó cũng ghi ở trên trong phần khung này. Cho nên lưu ý, với trường hợp nếu mà đang có một cái khung ở dưới, thì em phải dùng cho thầy bài toán đó là tạo một khung. Chứ đừng tích thẳng trực tiếp vào cái đối tượng khung có sẵn đấy. Ví dụ phía dưới là địa chỉ. Thế chọn cho nó đổi sang một cái màu trắng. Ví dụ 63 Lê Văn Lương. Cầu Giấy. Hà Nội chẳng hạn. Đấy, hotline. Website chẳng hạn. Đấy, png.com.vn. Đấy, thì em có thể thay đổi kích thước size cho nó to lên. Rồi, đây thầy sẽ chọn cái chữ là UTM AVO Italic để trưng yêu. Đấy, để đó. Ctrl Alt C cái. Rồi, có thể giữ Ctrl Shift để có thể là thu nhỏ cái nội dung này lại. Bởi vì tất cả các nội dung trong quá trình khi mà xử lý thì nó sẽ có thông tin đó là chính và phụ. Yeah. Đấy, thì nó sẽ có thể xử lý cho thầy những cái nội dung tương tự như vậy đã để thiết kế nền. Rồi, thì bây giờ nó sẽ làm cho thầy một cái bài tập, đó là có thể lựa chọn cho thầy một cái chủ đề, một cái nội dung nào đấy để mình thiết kế, xử lý và đưa ra các cái nội dung liên quan đến đối tượng hiển thị trên cái phần mặt bìa.